ngày và như vậy là nghi thức tấm Phật đã diễn ra tại chùa cũng gần như là đã thưa dần, và bây giờ mọi người đang trở về những cái tuyến đường phố để tham gia một cái lễ hội gọi là có tên tiếng Lào gọi là hốt nạm, có nghĩa là lễ hội té nước. Mời cô bác anh chị cùng ra đường để xem video clip của chị hòa mình vào cái không khí Tết tại Lào như thế nào, ở những cái tuyến đường phố và họ tham gia lễ hội tạt nước ra sao. Và đây là những các em nhỏ đang cầm những cái cây súng để bắn nước thơm nè mọi người. Chào, chào mừng các bạn đến với Sơn Mi. Người dân hai bên thì đang tạc nước các người sư. Đây là một trong những cái phong tục khá là khó khăn ở thời điểm này. Ngày hôm nay coi như là ngày giao thông tại Lào mọi người. Xóng sai, đó, sau một phía trước là dẫn đường là các vị sư tại chùa Quốc Luân. Thằng bà cha, đó, thứ bài, thằng quân hề, thằng đà tân trầy, thằng phụt, thằng thâm, đẹp, thằng sống. Anh đi tư, bên đây các bạn ông, tôi đã xả xả ná, để các bạn ông, ông sống đẹp bà xả. Và đây là các bạn này đang ướt sũng mình mẩy luôn mọi người. Một lễ hội tại nước khá là vui như tại Lào. Việt Nam, Việt Nam. Cực kỳ mát mọi người. Bây giờ mời mọi người qua đây nha. Đây là một cái xe tạt nước của các bạn trẻ ở Lào. Trên xe thì cũng khá là nhiều nước và bạn nào hình như là cũng ướt sũng hết rồi mọi người. See you buddy. Bây giờ thì tất cả các xe bán tải á thì cũng chạy lại đây rất là nhiều để tham gia vào hòa vào cái dòng người để giữ cái lễ hội tạt nước ngay trên đường phố ngay tại thành phố Bắc Xế của Lào á mọi người. Và một nhóm cho chung như thế thì tất cả các bạn cô chú anh chị cũng có thể thấy là họ mặc cái trang phục khá là giống nhau, và đây là một trong những cái
cái lễ rất là vui ngay tại Lào, mà mọi người tất cả các nước ở phương Tây họ cũng muốn hòa nhập vào cái không khí lễ hội tạ nước tại Lào vào thời điểm này. Đa số là họ sử dụng cái chiếc xe bán tải, và mình của họ, các bạn này đều ướt sũng hết à. Còn nghe còn không? Dạ. Và ở đây có một nhóm ở đây nữa nè. Ngồi không ạ? Chị này nè. Cái gương mặt nhìn đẹp ghê, tha phấn lên nhìn đẹp ghê không? Yeah. Ok, xin bye đi, xin bye đi, xin bye đi. Xin bye đi. Xin bye đi phim mày đó. Xin bye đi phim mày, phim mày. Xin bye đi phim mày đó. Phim mày đó. Dạ, phim mày Lào. Phim mày Lào. Phim mày Lào. Lào vào thời điểm này hơn 5 giờ chiều, mà mọi người cứ đi ngang tuyến đường này sẽ bị ướt. Nếu như mà không ướt, chưa gọi là tham dự một cái Tết khá là đặc biệt tại Lào, đó là Tết Bun Bay Mi. Và hiện tại cô bác của anh chị có thể thấy là chiếc áo của Bùi Hồ với lại anh Tiến hiện nay nó đã ướt sẫm, ướt sũng luôn, gọi là chuẩn bị. Còn bạn kia đây chuẩn bị tới cho mọi người. Có lẽ là anh em sẽ mua một cái lon bia để mà cùng nhau uống, để mà cùng thưởng thức. Ở đây là người ta bán à? Đúng rồi. Người ta thấy người ta quay ngược lại, người ta giống đi mà. Rất là vui, ngay tại chỗ này rất là vui luôn mọi người. Chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ mời các anh em cùng một ly bia đi. Anh Tiến, uống ít thôi, cũng thôi, cho vui. Bị lào. Đúng rồi. Có một cái cô gái người nước ngoài đang chuẩn bị được may mắn rồi, được mọi người có thể té nước lên nhau. Dạ, hello. Trăm điểm. Đây nè. Thank you. Happy New Year. Dạ. Mấy bạn này rất là vui luôn mọi người. Rất vui, Happy New Year. Và như thế thì cũng cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn hiểu được một cái lễ hội rất là hay ngay tại Lào, đó là lễ hội té nước, một cái lễ hội đặc trưng ở những nước như Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar. Trong những ngày Tết như thế này, và rất mong mọi người có thể
Có thể đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để ủng hộ Bùi Hồ nha. Để nhờ chia sẻ những thước phim này để có mọi người có thể hiểu thêm, để có thể tham dự những cái Tết như thế này. Cho chồng ông tắm luôn. Tắm chồng ông luôn. Ở đây là hình như là một cái quán luôn á mọi người, và họ sẵn sàng tổ chức cho các bạn trẻ cùng nhau vào ngồi đây để mà chơi. Việt Nam. Ok. Ok. Dạ. Anh ở tí nào nè. Đồng Tháp. Lại. Ok ok ok. Lại mấy ngày nè. Lại mấy ngày nè. Qua Lào mấy ngày rồi? Qua Lào được 2 ngày rồi. Ok. Dạ. Uống mình luôn mọi người. Nước ở đây là nước đá nha mọi người. Xin chào, xin chào. Xin chào. Xin chào Vi Mai. Vi Mai. Vui lắm nha mọi người. Anh là Đồng Tháp à? Đồng Tháp. Dạ. Là chơi Lào mấy ngày? Ba ngày. Bạn này biết biết tiếng tiếng Việt Nam nha mọi người. Có qua Việt Nam chưa? Dạ, chút qua Việt Nam đi đâu? Qua Việt Nam thì đi chơi là Đà Nẵng. Đà Nẵng. Huế. Huế. Yeah. Anh là anh có chơi ba ngày. Qua ngày nào đó? Qua ngày hôm qua. Đi xe buýt hay đi xe? Đi xe Sài Gòn. Ờ. Bắt xe 3 ngày nữa hay là đi? Đúng rồi, bắt xe thôi. Yeah. Hello. Rất là vui nha mọi người. Tết Lào cực kỳ ấn tượng đối với Bùi Hồ luôn. Và tất cả các bạn trẻ ở đây có thậm chí là có bán bia luôn. Ở đây bán bia luôn hả bạn? Dạ, yeah, bán bia luôn. Ở đây bán bia luôn hả, đúng không? Dạ. Anh Tiến vô đây uống một ly bia anh Tiến ơi. Tắm cái rồi, tắm cái. Cái này là xối nước chứ không còn là tạt nước nữa nha mọi người. Đó, cứ tạt đi. Bạn này nói cứ tạt đi. Ok. Bạn này biết nói tiếng Việt chút. Dạ. Chúc may mắn trong Tết Lào. Chúc may mắn bằng Tết Lào. Dạ. Anh là YouTuber. YouTuber Việt Nam. Mấy khách? 300.000. Ồ, nhiều đó. Qua đó là hôm đến hả? Dạ. Cái chai đó là chai gì vậy? Anh? Cái chai đó? Cái chai phấn hả? Dạ. À, tha cho mình miếng đi. Cho mình miếng phấn đi. Tha lên nè. Cực kỳ vui nha mọi người. Mình nãy cũng đã ướt sũng hết nhưng mà cực kỳ hấp dẫn. Sao mà biết ngày này mình thế nào? Tại có người quen ở đây. Người quen ở Bắc Nè à? Đúng rồi, ở Chợ Ba Sắc. Ngay chợ Chợ Ba Sắc. Người quen ở đây mà biết nào?